Sở Y tế vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella phòng chống dịch sởi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2024. Theo kế hoạch, ngành y tế sẽ triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi, bao gồm cả trẻ vãng lai đang sinh sống học tập trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và huyện Châu Đức chưa được tiêm đủ mũi vaccine có thành phần sởi. Theo đánh giá, nguy cơ dịch sởi trên quy mô cấp xã, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 79 trong tổng số 82 xã phường thị trấn có mức độ nguy cơ thấp, ba địa phương cấp xã có mức độ nguy cơ trung bình. 9 tháng của năm nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 85 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tập trung ở thành phố Vũng Tàu và huyện Châu Đức. Theo kế hoạch, từ ngày 25 đến 27 tháng 10, thành phố Vũng Tàu và huyện Châu Đức sẽ tiêm vaccine sởi rubella cho 1.546 trẻ.